tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều, một câu hỏi thôi, Đã làm thay đổi cuộc đời không biết bao nhiêu người trên toàn thế giới. khi tôi đi nước ngoài, tôi gặp ai, tôi cũng hỏi họ cái điều này. và ngày hôm nay, các bạn ở trong căn phòng này cũng cùng nhau trả lời một cách thật sự nghiêm túc câu hỏi một ngày hôm nay, bạn đang làm công việc gì để kiếm sống? hãy ghi câu hỏi này xuống và trả lời nó thật nhanh. nếu bạn có nhiều công việc thì hãy liệt kê nó ra tất cả rồi cảm ơn các bạn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi chính của ngày hôm nay why do you do what you do câu hỏi này là tại sao bạn lại làm công việc bạn đang làm những câu hỏi này sẽ giúp cho bạn được thức tỉnh tôi gọi là quá trình đánh thức đây là một câu hỏi rất là quan trọng để trong cuộc sống của chúng ta và tôi cũng sẽ mong rằng à, thông qua câu hỏi này bạn sẽ có thể nhận ra được điều gì đó trong cuộc sống của mình Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này Tôi có thể chia sẻ với các bạn một đoạn video sau đây Một vài đoạn video mà tôi đã thực hành trong nhiều trong 10 năm qua Với nhiều người ở nước ngoài Từ những người lái xe taxi Những người bán cà phê Những người là tình cờ gặp trong à, sân bay Hay là những người à, gặp họ ở trong các cái quán ăn Tài xế Uber đã mang tôi tới sân bay và trong 20 phút vừa qua thì tôi đã vừa nói chuyện anh với anh này đưa à, tôi từ tôi sân bay về, từ khách sạn về sân bay là tài xế taxi 20 phút gặp nhau bạn đã thay đổi như thế nào về tư duy Xin chào Long, xin chào mọi người Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một cái điều đơn giản như vậy mà có thể làm thay đổi làm cho tôi thức tỉnh là dạ, thay đổi world, tâm lý um, của tôi world, và làm And thay đổi tôi the... ngay bây giờ. Anh chàng taxi này sau 3 tháng sau tôi quay trở lại với London và tôi đã gặp lại anh ấy. Tôi gọi điện thoại, à, tôi hỏi là 3 tháng qua điều gì đã diễn ra với anh và anh ấy đã trả lời là tôi không còn làm taxi nữa. Bây giờ tôi là chủ tiệm một cái quán cà phê ở trung tâm London rồi. À, đó là một điều rất là tuyệt vời. Tôi hỏi là thu nhập có tốt hơn không anh? Anh ấy nói là tốt hơn rất là nhiều và tôi đã ổn định được cuộc sống gia đình đã thuê được căn hộ to hơn con cái của tôi đã được học ở trường đại học tốt hơn chỉ sau 3 tháng câu hỏi của tôi cũng chỉ đơn giản là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm tại sao bạn lại làm công việc lái xe uber này tôi sẽ cho bạn xem một đoạn video khác từ một người thạc sĩ tại úc và tôi tình cờ gặp anh này tại một cái sân bay tại châu âu anh này là người trung quốc đang sinh sống tại uh, sydney làm nhà hàng và tôi đang ở sân bay Jaipur, Ấn Độ và còn vài tiếng nữa thì lên máy bay và tôi đang ngồi cạnh một anh bạn tôi là Alex và Alex đã nói chuyện với tôi trong khoảng một tiếng và Alex muốn chia sẻ với các bạn một vài điều Hi Alex, uh, we talking about one hour yes. and how do you think about the conversation and about my life? Okay, okay, sure. Uh, hi everybody, uh, this is Alex and I Alex. have a It's my pleasure to meet you. here and have one-hour conversations. Actually, that's à, conversations like it make me have a deeper understanding of tôi the whole one week with the Platinum um, partnership like program. It's the, the key point for me today in learning. is about, Tony always say about 80% of the psychology and 20% of the, uh, the mechanism. À, ở đây thì right now, tôi đã học lại một cái bài học mà tôi đã được long, uh, long nhắc tôi là 80 trăm là like do tâm lý 20 phần trăm là kỹ thuật để thành công và tôi cần back. phải đưa so những công việc so mà tôi powerful. đang làm đến trạng thái so phải làm và tôi đã thấy rằng là cái bài học so này nó có thể làm tốt hơn tôi rất what là what nhiều tôi ước gì được để học nó trước đây 15 năm trước và như vậy thì tôi sẽ còn nhiều những câu chuyện và câu chuyện của tôi ngày hôm nay các bạn cũng có thể trở thành một anh nào đó giống như anh Uber kia. Cũng có thể một anh nào đó giống như anh thạc sĩ đang có nhà hàng tại Úc này. Câu hỏi của tôi chỉ là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm? Tôi sẽ trả lời các bạn câu hỏi này như sau. Lý do mà bạn đang làm một công việc nào đó là vì bạn đang cần thỏa mãn một nhu cầu của bạn và bằng việc nghiên cứu tôi thấy rằng chúng ta có 6 cái nhu cầu sau đây. Mỗi người chúng ta sẽ tùy thuộc vào các cấp độ khác nhau mà chúng ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau trong cuộc sống. Cái nhu cầu đầu tiên mà chúng ta có ở đây đó là nhu cầu sống. Trong những cái nhóm về thuộc về nhu cầu sống nó có thể là ăn uống, đi lại, an toàn, ở và trong đó có cả những nhu cầu liên quan tới cuộc sống như là tình dục nhu cầu thứ hai mà chúng ta có thể có ở đây đó là nhu cầu liên quan tới tiền bạc có rất nhiều người trong chúng ta đã trả lời tôi làm công việc này vì tôi muốn được đam mê đó là nhu cầu sống nhưng mà nó lại cho tôi tiền thì đó là nhu cầu tiền bạc có một số người thì sẽ thấy rằng chúng ta làm một cái việc gì đó vì chúng ta mong muốn được kết nối được yêu thương từ những con người khác Chúng ta muốn được thuộc về một cộng đồng người. Ví dụ như các bạn đang làm các bạn đang thuộc về cộng đồng BNI ở đây, cũng có thể bạn đang làm công việc vì muốn con cái của mình được tốt hơn, muốn cha mẹ mình được phục dưỡng tốt hơn. Đó là nhu cầu yêu thương, nhu cầu kết nối. Chúng ta thấy đồng nghiệp của chúng ta, chúng ta muốn đến đó để được kết nối với họ. Một số người sẽ làm công việc gì đó vì mục tiêu danh vọng của mình. Chúng ta làm bởi vì chúng ta là duy nhất bởi vì chúng ta là số một bởi vì chúng ta là tuyệt vời bởi vì chúng ta được người khác khen ngợi kính trọng đó được gọi là nhu cầu danh vọng nhu cầu tiếp theo ở đây hai cái nhu cầu này hôm nay chúng ta sẽ không bàn đến đó là nhu cầu phát triển và nhu cầu cống hiến đây là hai nhu cầu về tinh thần và vì cái lớp học của chúng ta ngày hôm nay bạn đang làm công việc bạn đang làm bởi vì nhu cầu sống của mình nhu cầu sống nhu cầu ăn nhu cầu uống nhu cầu ở nhu cầu an toàn bạn làm bởi vì ai đó cho mình tiền nên mình làm mình làm bởi vì mình yêu thương ai đó ai đó yêu thương mình có thể là khách hàng yêu thương mình cũng có thể mình làm mình kiếm tiền để nuôi vợ con mình mình làm công việc đó vì danh vọng của mình mình làm công được đó vì phát triển và nhu cầu cống hiến hai điều này xin phép bàn vào hôm khác câu hỏi tiếp theo của tôi là trong sáu cái nhu cầu này thì nhu cầu chính nào là quan trọng cho công việc đó. Bạn có thể vẽ cái biểu đồ. Tôi giả sử rằng các bạn có thể vẽ một cái biểu đồ là sáu cạnh như thế này. Bạn vẽ to nó lên trong vở của mình. Ví dụ như bạn thấy rằng là à, tôi làm công việc đó là để kiếm tiền. Đương nhiên rồi. Mà tiền là quan trọng nhất. Thì bạn kéo nó về đây. Thế tôi làm cái đó để cống hiến. Nhưng mà giai đoạn này mình tôi cống hiến ít. Cũng có cống hiến chứ làm sao lại không. Thì mình cho nó về đây. Rồi bạn thấy rằng là làm cái này cũng được cũng thấy mình cũng quan trọng phết đấy à, nhưng mà vừa vừa thôi tiền quan trọng hơn thì mình đưa cái này nó về đây sau đó bạn nói rằng là à, tôi làm cái việc này cũng một chút vì vợ vì con à, chúng ta nhu cầu danh vọng à, nhu cầu yêu thương kết nối ta cho về đây nhưng mà điều quan trọng nhất thì là làm để có cơm ăn áo mặc để sống qua ngày cho nên nó làm thế này thì lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái sơ đồ trông nó có dạng như thế này thì cái biểu đồ của bạn đây chính là biểu đồ à, nhu cầu trong hiện tại của bạn và các bạn sẽ vẽ và bạn phải tự cảm nhận càng chính xác thì càng có ích rồi bây giờ chúng ta xem là bạn đang có cái hình dáng nhu cầu trong một hai ba bốn năm sáu cái này cái nào quan trọng nhất cái nào ít quan trọng hơn với bạn ví dụ như anh nguyễn thanh lộc bảo là tôi làm xây dựng và thiết kế trang trí vì tôi thích làm đẹp không gian cho mọi người thì bây giờ tôi mới hỏi anh là anh có thích làm đẹp không gian cho tôi không thì ấy, tất nhiên anh sẽ trả lời là có. Nhưng mà bây giờ anh đến anh làm đẹp không gian cho tôi nhưng mà tôi không trả tiền cho anh thì anh có làm không? Thì anh lại trả lời là không. Thì như vậy thì là cái câu trả lời của anh ở đây là tôi làm xây dựng là vì tiền đã. Nếu mà không có tiền mà chỉ có làm đẹp thế thì anh có làm không? Thì câu trả lời là không thì như vậy là anh đã trốn tránh cái việc cái tiền. Anh phải thấy thật sự là mình làm việc vì tiền. Bây giờ nếu mà vì tiền nhưng mà gia chủ bảo làm xấu cũng làm thì anh có làm không? Mục đích của anh là làm đẹp đấy. Nhưng mà gia chủ bảo xấu thì có làm không? À, kiến trúc sư mà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận làm điều xấu. À, rất tuyệt vời, cảm ơn anh. Bây giờ nếu mà các anh chị đã vẽ xong cái hình của mình rồi thì bây giờ các anh chị đã hiểu là tại sao mình đang làm công việc mình đang làm. Bây giờ quay trở lại ở đây. Đây tôi lấy một cái ví dụ để để xếp cho các anh chị thấy tôi quên mất là tôi đã không không hướng dẫn cái điều này. Là chúng ta đem chia từ 1 đến 6 các anh chị từ, từ 1 đến 6 cho nó dễ hoặc là từ 1 đến 10 cho nó dễ. Như của tôi ở đây ấy, là cái anh này là 6, cái anh này là 5, cái anh này là 4, cái anh này là 3, cái anh này là 2 và cái anh này là 1 thì cái hình của tôi trông nó như thế này. Đấy, là 6 5 4 3 2 1 là nó theo cái thứ tự của nó. Vừa rồi thì có một bạn là là vẽ cái hình nó tràn đầy ra thế này Thì nó không đúng mà Ở đây bạn sẽ ưu tiên cái gì nhiều hơn Ở đây là bạn ưu tiên cái gì nhiều hơn Thì bạn chọn con số to Cái gì ít ưu tiên nhiều hơn Thì chọn con số nhỏ hơn một tí Cái gì ít ưu tiên nhất Thì mình chọn cái số nhỏ nhất Thì nó mới ra cái hình dạng của mình được Vừa rồi các bạn vẽ một cái hình mà nó giống hệt nhau Thì nó không đúng Tất nhiên là chúng ta tất cả đều có nhu cầu Nhưng ý tôi là cái nào quan trọng nhất đấy bạn Bây giờ bạn đã biết rằng là tại sao bạn lại làm cái công việc bạn đang làm bạn đang làm cái công việc thì tôi đọc thấy rằng là chủ yếu anh em ta vì cái nhu cầu tiền bạc có đúng không các bạn ơi mình đang đi làm vì tiền có phải không và nếu không tiền thì mình không làm có đúng không hôm nay tôi dạy các anh chị tôi có lấy tiền của anh chị không chờ mấy ông vip ra có lấy không nếu không thì lát không thì lát và cảm ơn các anh chị em đa phần là free không phải một số thì cái sự làm việc của tôi ngày hôm nay đó là tôi đang làm việc có thể thôi nhá không cần biết là tôi đang cống hiến với các anh chị cái này chiến lược này có tên gọi là nhưng mà có thể là tôi không lấy tiền ngày hôm nay vì tôi đang chơi trò chơi là đầu tư lâu dài cũng có thể là nhu cầu sống tôi ngồi yên là tôi không chịu được là tôi phải rủ mấy ông khác về nhà để nói cho nó vui mồm ví dụ hôm nay là tôi sẽ nói cho các ông ý của kem hôm nào mà mồm sẽ không được nói là tôi sẽ bị tịt không nói được nha yeah. nên là mình phải có cái mồm mình nói thì đấy là nhu cầu sống cũng có thể là tí nữa bạn post quả tim lên mạng bạn bảo là tôi yêu phạm thành long xong bạn để quả tim vào bạn cho trên mạng nhu cầu được yêu thương đấy, thì nhu cầu đấy là nhu cầu thì cũng có thể mỗi lần tôi dạy như thế này tôi lại thông minh lên ví dụ như vừa rồi hương phạm học trực tiếp với cái này xong các bạn nộp bài cho tôi luôn thì có một số bạn là hiểu bài ngay a à, hiểu rất tốt nhưng có một số người không hiểu tôi lại phải sửa đổi lại cái phương pháp giảng dạy của tôi cho các bạn dễ hiểu hơn thực ra ngày xưa tôi giảng bằng cái này nhưng mà sau một thời gian tôi hay giảng tắt sang cái này làm các bạn khó hiểu à thế thì bây giờ các bạn hiểu rồi thì tôi đã thấy rằng là tôi có phát triển lên không tôi mà cá nhân tôi mà sau khi tôi dạy các bạn xong tôi có phát triển lên không cái phương pháp giảng dạy của tôi đấy đúng rồi cảm ơn các bạn thì như vậy hôm nay tôi dạy là có cả sáu có cả sáu nhưng mà đối với tôi thì cái nào là lớn nhất? Ừ, lớn nhất là cái ở đây tại sao tôi lại làm cái chương trình này? Tại sao tôi lại làm cái chương trình này? Tôi làm cái chương trình này bởi vì tôi thấy rằng đây là lúc tôi được sống. Bởi vì tôi muốn trở thành ông thầy lớn nhất trong cái lĩnh vực của tôi. Nên tôi làm cái chương trình nó thật lớn, đông người. Nên là tôi mời các ông miễn phí đến cũng là thanh vọng thôi khoe khoang là chính để có cái chương trình 20.000 người à, khoe khoang là chính đấy thì ông nào ở Việt Nam làm được 20.000 người giống tôi làm được nghìn người là kinh rồi làm 20.000 người nó mới kinh nhé à, thế đây là cũng là khoe khoang đấy thì ở đây là tùy thuộc vào mỗi một người chúng ta thế thì ở đây khi trả lời cái câu hỏi là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm tại sao bạn lại làm công việc bạn đang làm thì bạn phải nhận thức được chính bản thân mình là mình đang làm vì cái gì tất nhiên là mình sẽ làm vì sáu cái nhưng câu trả lời bây giờ là bạn sẽ chọn ra hai cái nhu cầu quan trọng nhất và nếu không có hai cái nhu cầu đấy thuộc thỏa mãn thì tôi sẽ không làm cái công việc đấy nó có thể là nhu cầu sống nhu cầu tiền có thể là tiền là danh vọng tiền là yêu thương có thể tiền và phát triển cũng có thể tiền và được cống hiến tùy thuộc bây giờ đối với bạn đâu là hai nhu cầu quan trọng nhất mà công việc này nếu không có thì bạn không làm nào như vậy thì tôi thấy là cái biểu đồ này là tôi vẽ cho các bạn thôi chứ không phải vẽ cho tôi phải không nào tôi vẽ xong tôi thấy là rất nhiều anh em là vì tiền và vì sống và vì danh vọng và vì kết nối và yêu thương phải không các bạn như vậy chúng ta đã nhận ra một điều rằng là hầu hết chúng ta đang sống trong cuộc đời này vì bốn cái nhu cầu vật chất liên quan tới nhu cầu sống tiền bạc yêu thương và danh vọng và có một số ít rất ít thì chúng ta sẽ theo cái nhu cầu tinh thần là phát triển và cống hiến này. Bây giờ chúng ta sẽ thỏa mãn hai cái nhu cầu quan trọng. Câu hỏi của tôi là công việc hiện tại từ 1 đến 10 thì nó thỏa mãn cái nhu cầu quan trọng nhất, có thể là nhu cầu sống hoặc nhu cầu tiền bạc hoặc nhu cầu danh vọng, thỏa mãn hai cái nhu cầu quan trọng nhất của bạn như thế nào? Tức là bạn đánh dấu từ 1 đến 10 thì nó thỏa mãn nhu cầu tiền bạc của bạn ở cấp độ mấy? Cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ là câu hỏi quan trọng nhất trong ba câu hỏi này. Còn việc gì tốt hơn không? Còn cách làm nào tốt hơn không? Và bây giờ chúng ta đến một câu hỏi số 4. Tại sao bạn lại không làm nó trước đây? Bạn không tìm thấy điều gì để làm? Thì câu hỏi là tại sao bạn lại không tìm nó? Câu hỏi của Lê Xuân Huy là hiện tại chưa có việc gì tốt hơn. Thì câu hỏi của tôi là Tại sao bạn đã không tìm nó trước đây Còn nếu người nào đã tìm thấy Đã nghĩ thấy Tại sao bạn chưa làm nó Anh Lê Xuân Huy Anh hỏi là em vẫn đang muốn phát triển tiếp Phát triển đấy Muốn phát triển thì phải có cái gì đấy tốt hơn Thì câu hỏi của tôi là có cách làm nó tốt hơn đấy. Bạn vẫn làm cái công việc xây dựng của bạn Nhưng mà có cách làm nó tốt hơn không Thì câu hỏi là bạn Tại sao bạn lại không Tìm cái cách tốt hơn Cái công việc tốt hơn là một Cái cách làm tốt hơn là hai thì câu hỏi đây là tại sao bạn lại không làm cái cách tốt hơn Tại sao bạn lại không đi tìm cái cách tốt hơn Bạn muốn phát triển tại sao bạn lại đang làm cái cách tốt hơn Vâng chưa làm vì chưa học Chưa làm vì chưa đủ kinh nghiệm Chưa làm vì chưa biết Vâng đúng rồi đấy tất cả những điều này đều đúng với các bạn Hãy liệt kê vào trong vở của mình đấy các bạn Làm mà chưa hiệu quả thì cái, cái, cái Chưa hiệu quả thì tôi mới có cái câu hỏi là có cách nào tốt hơn không Sao bạn không đi tìm cái cách tốt hơn Nó không hiệu quả sao không đi tìm cách tốt hơn Ok và đó là con người trong hiện tại của bạn để về xác lập mục tiêu tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cần phải học lại và phải nghiêm túc phải làm cho nó thật đúng về các cái đặt mục tiêu trong các cái đặt mục tiêu điều rất quan trọng ở đây đó là chúng ta phải học cho nó chính xác và sáng ngày hôm nay khi chúng ta nói về xu là làm cho nó đúng và vấn đề là rất ít người trong cuộc sống có thể làm cho nó đúng được và một trong những điều mà chúng ta không làm đúng được là vì chúng ta không học được đúng. Và để học qua cái môi trường như thế này, chúng ta học qua ba cái con đường. Một là nhìn những cái hình ảnh. Đây có ba chữ. Chữ làm, chữ là và chữ có. To be, to do, to help. Bạn phải có. Bạn muốn có thì bạn phải làm. Bạn muốn làm thì bạn phải là ai đó. Thì mới làm được. Và khi mà chúng ta gõ xuống thì bạn không làm được cả ba cái điều này. Đó là chúng ta rất nhiều người có cái tỷ lệ gõ đúng. To be, to do, to have. Bạn mong muốn mình trở thành con người là ai, có những cái phẩm chất gì, có những cái năng lực gì, để mình có thể làm những cái việc gì. Và từ đó thì mình có được những cái gì ở trong cái cuộc sống này. Thì làm theo hướng dẫn, tưởng chừng làm cái gì đó rất là dễ. Nhưng trên thực tiễn làm rất là khó. Thế tôi cũng chia sẻ với các bạn một vài cái ví dụ cuộc sống về việc tưởng vậy mà không phải vậy. Thế tôi lấy một cái ví dụ thế này. Đó là tuân thủ luật giao thông. Một ngày theo thống kê hiện tại trung bình mất đi khoảng 19 người do tai nạn giao thông. Thế thì hầu hết các cái tình huống tai nạn giao thông này nó xảy đến là do ai đó. Có thể là người một trong hai người tham gia hoặc là người thứ ba tham gia vào giao thông và không tuân thủ các cái quy tắc giao thông hướng được hướng dẫn cho nên nó xảy đến những cái tai nạn như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là vượt đèn đỏ rồi chạy xe ngược chiều rồi bốc đầu và làm nguy hiểm đến những người khác đấy là những cái việc mà chúng ta gọi là tuân thủ vậy thì cái người mà càng có cái phẩm chất tuân thủ cao bao nhiêu thì người đó càng dễ ít bị vi, bị phạt bao nhiêu thế trong cái lớp học ở đây chúng ta thấy rằng đánh thức sự giàu có thì tôi không xử phạt đâu anh chị em học thoải mái Hình phạt cao nhất đây là vì các bạn đến miễn phí Thì hình phạt cao nhất có thể ở đây Chỉ là dừng các bạn lại khỏi chương trình này Còn hình phạt thông thường ở đây là đóng camera Đóng camera thì các bạn chỉ nhìn thấy tôi Thì khác gì là xem tôi trên Youtube đâu Thì bật Youtube mà xem lúc nào chả xem chả được Đấy Thì còn học Zoom ở đây là chúng ta cần Là cần cái sự tương tác trực tiếp Tôi chấm bài trực tiếp từng người Tôi làm bài của từng người một Thì nó mới là học tập À nó mới là làm bài chúng ta thế nó mới cần chúng ta online ở đây thế thì để mà làm cho hướng dẫn được thế đấy có ba điều bạn đang là bạn mong muốn mình trở thành là ai thế thì bây giờ ghi xuống cái câu là ai là ai có nghĩa là gì tôi là ai bạn phải trả lời được cái câu hỏi đấy. bạn muốn là ai thì nó có cái rất là nhiều cái là ai thế thì đầu tiên bạn thường trả lời là ai đó hỏi bạn bạn là ai thì tất nhiên là người ta có thể hỏi là bạn tên là gì bạn sinh ngày nào bạn sống ở đâu Đấy, không nhỉ? đấy là trả lời ý, câu hỏi là ai. Còn, còn có thể nữa là số chứng minh thư của bạn là mấy. Tức là bạn có chứng minh công dân của bạn không. Hoặc là số hiệu chiếu của bạn là mấy. Thì đấy là định danh bạn. Thì gọi là định danh bạn. Nhưng mà là ai ở đây nó còn có cái mà tôi vừa nói. Là các phẩm chất. Thế thì bây giờ bạn lại phải định nghĩa thêm là phẩm chất tốt à. Đã là phẩm chất thì nó phải là, là tốt chứ. thì người ta mới gọi là phẩm chất chứ. Thì. Phẩm chất là các cái tính tốt. Ví dụ như ở đây thì lúc này. Bạn nó sẽ gặp khó khăn ngay lập tức. Thế thì phẩm chất nó là cái gì? Mà tại sao chúng ta lại cần? Để cần để đạt được cái gì? Ví dụ như lười biếng. Thì nó dễ đạt được cái an bình ở bên trong. Có cái anh sáng nay anh ngồi anh khoe. Anh học viên tôi. Anh khoe là mức căng thẳng của anh ấy dạo này rất là tuyệt vời. Chỉ có 5% căng thẳng thôi. Thì tôi mới nhủ thầm là lười như bố thì 5% là còn cao. Cứ bây giờ cứ ngồi yên không làm gì thì 5% thì có gì mà đáng khoe. Thế bây giờ chẳng làm gì cả thì cứ ngồi yên đi xong rồi suốt ngày rủ bà con lên núi ngắm cảnh ấy thì phần 5%. Thế thì thế thì con trẻ mới là còn khoe là tôi năm nay 50 tuổi. Mà bây giờ là tôi không làm gì cả, tôi ngày ngày tôi thư giãn tôi ngắm biển, tôi còn có 5%. Thế tôi bảo thế này là hỏng rồi chứ lại còn thanh niên mới có 50 tuổi mà đã thời xưa thì 50 tuổi là ông già. Năm nay 50 tuổi mà bây giờ đã chuyển sang giai đoạn thư giãn rồi, nghỉ hưu rồi là chết rồi. Đấy thì đấy là phẩm chất là gì? Đấy, phẩm chất ở đây như tôi hôm vừa rồi tôi chia sẻ với các anh chị ở Hải Phòng. Khi mình muốn trở nên giàu có và thành đạt trong công việc kinh doanh của mình thì mình phải tràn đầy năng lượng, mình phải thu hút được người khác. Thế thì cái phẩm chất nó phải, ở đây nó phải là phẩm chất máu chiến. Phẩm chất ở đây nó phải là phẩm chất cái cỡ là hành động, hành động mạnh mẽ, hành động bất chấp. Phẩm chất ở đây nó phải là vượt qua sợ hãi bây giờ không thể nói là không sợ hãi được mình làm người mà mình làm sao mình lại không sợ hãi được mình phải có cái sợ hãi nhưng mà mình có thể vượt qua được những cái sự sợ hãi đấy đấy thì đấy là cái phẩm chất vậy thì mình có những cái phẩm chất gì thế cái tính xấu là gì là hay chỉ hoán. ở cái bài trước của anh chị em đấy có đúng không cái lúc trước anh ghi đấy cái lúc mà câu hỏi là tại sao bạn này không làm nó đấy thì có phải là bạn ghi đầy những cái sợ hãi không đấy là điểm a của bạn đấy còn nhớ cái câu ở trước không Thế thì cái việc mà chúng ta ở đây là Chúng ta phải liên kết được với cái bài cũ Cái phẩm chất cũ ấy Cái lý do mà chúng ta không đạt được cái điều gì đó Trong cuộc sống là bởi vì chúng ta không làm Để chúng ta đạt được nó Và khi mà chúng ta không làm thì không đạt được nó Thế thì tại sao chúng ta lại không làm Không làm thì chính là vì chúng ta không biết Đúng không nào Không làm là vì chúng ta không biết Vậy thì cái con người không biết của chúng ta đấy Chính là con người hiện tại Con người mong muốn ấy Phải là con người hiểu biết thì hiểu biết cái gì Đấy ta phải ghi được cái điểm B hết Chúng ta phải trở thành cái con người mà Thế thì bây giờ các bạn ghi lại cái đoạn đó làm lại cái bài tập đó một cách chi tiết về cái con người Cái cách làm về đặt mục tiêu nó như thế này Bước 1 đấy. Là viết xuống Lúc này thì bạn đừng smart vội đừng có đừng có cần phải smart ngay cứ viết cái mục tiêu của mình xuống cái đã viết thật nhiều thật nhiều thật nhiều cứ viết ra viết ra tất cả giống như các bạn đã làm lúc nãy hoàn toàn đúng nhưng chúng ta mới chỉ đạt được cái bước 1 là viết xuống cái mục tiêu ở cái bước 2 này thì chúng ta mới hoàn thiện nó để đưa nó vào cái mục tiêu smart và lúc nãy con cái bạn hỏi tôi là cái tính liên quan là gì hả thầy? R là gì? Có một bạn hỏi trong nhóm Zalo đấy. R là gì? à là cái tính liên quan này nó phải liên quan với cuộc sống của bạn, liên quan đến cuộc đời của bạn, nó liên quan tới tầm nhìn, liên quan tới sứ mệnh thì nó là chữ R. thì ở lập trình vận mệnh ta sẽ làm rõ hơn. nhưng mà bạn đơn giản là à, cái mục tiêu này nó có liên quan đến cuộc sống của bạn không? Thế tôi lấy một cái ví dụ thế này, khát khao mong muốn của tôi là đi du lịch, đi chinh phục, đi khám phá. các bạn hay gọi là từ phượt đấy thì để đi phượt như vậy thì tôi cần có sức khỏe để đi phượt đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội một tám trăm km thì tôi cần có sức khỏe cho nên cái mục tiêu có liên quan ở đây là đi bộ xuyên Việt thì nó phải liên quan với cái sở thích của tôi là khám phá đất nước thì từ cái mục tiêu đi bộ này thì nó lên đến cái mục tiêu tiếp theo là cái mục tiêu là phải rèn luyện thể chất cái mục tiêu tiếp theo mà có liên quan tới cái mục tiêu đi bộ này chính là mục tiêu là phải ổn định công việc ổn định gia đình à, thì từ đó nó gọi là cái tính liên quan thế bây giờ cái mục tiêu không liên quan này ví dụ này bay vào vũ trụ tạm thời thì bây giờ là bay vào vũ trụ chẳng hạn là cái mục tiêu nó không liên quan lắm tới cuộc sống của tôi nó chẳng liên quan gì đến tầm nhìn tầm nhìn cả hôm vừa rồi, rồi tôi có một cái ông bạn người mỹ ông bay về việt nam ông nói chuyện ông bảo này thằng kia tức là ông ấy nói chuyện là cái công ty của ông ấy là cái công ty liên quan đến Elon Musk ấy. thì có nói là cái thằng kia là nó bảo là sắp tới giá bay ra không gian ấy. hai vòng quanh trái đất chạm không gian bay vòng hai vòng quanh trái đất chỉ còn có 3 triệu đô la thôi mày có đi không thì, thì tự nhiên lúc này tôi mới thấy rằng là ồ cái mục tiêu này nó hay nhỉ thế tôi chưa viết đấy nó còn chưa đến cái đoạn viết nó mới nằm ở cái đoạn bên trên này đây là bay vào vũ trụ để cho các bạn hình dung ra cái mục tiêu nó như bay vào vũ trụ thế thì ai là cái người đầu tiên của việt nam bay vào vũ trụ các anh cha không biết đâu thì chúng tôi là anh hùng phạm tuân cùng với ông irugani cái thời liên xô 1980 lúc đó tôi còn bé mấy tuổi thì thấy mọi người cứ dán mắt vào tivi và khi mà ông anh hùng ông bay lên cái sau ông bay về ông phạm tuân bay lên ông bay về thì anh ăn mừng lắm cả nước ăn mừng vui mừng lắm vì việt nam có lần đầu tiên có người bay anh hùng anh hùng phi công bay vào vũ trụ Đấy bay ra bay vào Thế thì lúc đó thì tôi thấy rằng đó là cái việc quá xa vời ấy mình Chả liên quan mình Không thực tế ấy mình Nên tôi chẳng quan tâm Nhưng mà 45 năm sau 43 năm sau Năm 2023 43 năm sau đấy Cũng giải thật đấy Thì cái ông bạn đấy ông bảo là Bây giờ chỉ còn 3 triệu đô thôi Có bay không à, Thì nó lại thấy rằng là cái tính thực tiễn nó rất là cao à, Tính thực tiễn thì R nó rất là cao 3 triệu đô là mình có thể làm được Mình nỗ lực là có thể được thì lúc này nó lại hình thành nhưng mà nó chưa hình thành trong đầu. Tôi chưa viết xuống cho nên nó chưa cụ thể. Thì bây giờ là bước 1 đối với các bạn là phải viết hết xuống. Bước 2 là phải biến nó thành smart. Trong cái smart này nó có một cái thứ mà bạn hay quên đó là thời gian. Thì tôi giải thích cái tính liên quan là như vậy. Thì bây giờ nó phải có tính thời gian. Vậy thì cái bước 2 là làm cho mục tiêu này thành mục tiêu smart. 10 ví dụ cuối cùng tôi vừa gửi, các bạn có đọc không? Các bạn có đọc không nhỉ? Đọc thì phải gật mà không đọc thì phải lắc. Lúc nào tôi hỏi là được không, có hay không thì phải trả lời luôn, được là phải gật mà không là phải lắc. Đọc chưa nào? 10 cái mục tiêu cuối cùng mà tôi lấy một cái ví dụ là 10 cái mục tiêu smart đấy, không phải mục tiêu của tôi, tôi chỉ lấy ngẫu nhiên cái mục tiêu thôi. Ngẫu nhiên cái mục tiêu thôi. Tôi lấy một cái ví dụ. Đầu tiên là viết xuống mục tiêu là tăng khả năng ngoại ngữ. Thì mục tiêu smart phải là Tôi sẽ đạt trình độ B2 trong tiếng Anh trong vòng 1 năm bằng cách tham gia khóa học trực tuyến và luyện tập ít nhất 1 giờ mỗi ngày thì đấy là một ví dụ về mục tiêu SMART. Cái mục tiêu sức khỏe này. Tôi sẽ giảm 10% tổng lượng mỡ cơ thể trong 6 tháng bằng cách luyện tập thể dục 5 ngày một tuần và chuyển sang chế độ giàu protein, ít carbon hydrat tức là low carb. Ví dụ như vậy. Cải thiện kỹ năng viết này. Trong vòng 4 tháng tôi sẽ viết và xuất bản ít nhất 10 bài blog chất lượng cao để cải thiện kỹ năng viết và tăng lượng truy cập cho trang web cá nhân. Thì đấy là ví dụ để chúng ta làm cái mục tiêu SMART. Và sau khi mà chúng ta đã SMART xong thì chúng ta lại phải viết tiếp cái mục tiêu tiếp theo, bước 3. Bước 3. Đó là chúng ta phải làm gì? để đạt cái mục tiêu SMART này Làm gì để đạt cái mục tiêu SMART này Đây là một cái bộ để làm cho cuộc đời của bạn nó đỡ dối hơn đấy Tất nhiên là phương pháp này nó đơn giản Làm gì để đạt cái mục tiêu này Thì ta lấy lại ví dụ mà lúc sáng ta chia sẻ về cái cô à, Cái cô đơn mẹ đơn thân hai con nhá Thì ta mới thấy là cái lúc này nó sẽ hiện ra như thế này là sau khi chúng ta làm nó xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta làm gì Thế thì để làm thì chúng ta sẽ có những cái điều như sau Kỹ năng quản lý tài chính À làm gì đâu Đây làm gì đây Là để mà có gia đình yêu thương Thì phải lập kế hoạch giao tiếp Học hỏi kỹ năng giao tiếp Tạo không gian chia sẻ Đấy đấy là làm gì Thì bây giờ ví dụ như về cái việc là có 2 tỷ xây nhà cho bố mẹ thì một là xây dựng kế hoạch tài chính, hai là nghiên cứu thị trường bất động sản để mà xây nhà, chứ xây nhà 2 tỷ thì tôi cũng chưa hình dung là 2 tỷ thì xây nhà như thế nào. Thật sự luôn là, là như tôi vừa nói lúc nãy đấy, thì tôi cái xây cái nhà ở quê, cái mảnh đất thì chỉ có 500 triệu thôi. Nhưng mà cái móng nhà là mấy ông thiết kế kiến trúc là bây giờ đang báo tôi 2 tỷ cái móng. Đấy thì xây nhà 2 tỷ thì xây như thế nào? Thì chúng ta cũng phải hình dung về ngôi nhà 2 tỷ là để nghiên cứu thị trường và thứ ba là tìm kiếm cái nguồn tiền tài trợ ở đây để mà các cái nguồn tiền để mà để mà đủ 2 tỷ để xây. Như vậy đó là làm gì? Đó là làm gì? Thì bước 4 ở đây chúng ta mới phải thấy rằng là chúng ta phải trở thành ai? Chúng ta phải trở thành ai để mà có cái năng lực làm cái này để đạt được cái này. Chúng ta phải là ai để đủ điều kiện để mà làm được cái này? Thế ta lấy một cái ví dụ là để mà có 2 tỷ để xây nhà cho bố mẹ thì làm gì? Đó là nghiên cứu về bất động sản. Làm gì? Đó là học cách đầu tư. Làm gì? Đó là đi tìm kiếm nguồn tài trợ vốn để mà xây nhà. Vậy chúng ta phải là ai mà có khả năng nghiên cứu về bất động sản? Chúng ta phải là ai mà có đầu tư? Chúng ta là ai để mà người khác tài trợ tiền cho mình vậy thì lúc này nó mới sinh ra các cái điều sau đây đấy thứ nhất chúng ta phải có các cái kỹ năng chúng ta sẽ đi nhỏ hơn cái con người của mình là cái gì là ai thì này là chúng ta chia nhỏ ra là kỹ năng chúng ta đến cái phần kỹ năng là gì à máy chúng ta sẽ thấy một cái vài cái ví dụ ở đây kỹ năng quản lý tài chính Kỹ năng đầu tư. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng đàm phán bất động sản. À, đấy là những kỹ năng mà chúng ta cần phải có. Thế xong rồi chúng ta lại thấy rằng là. Chúng ta cần phải có những. Học hỏi cái điều gì. Để mà có được những cái kỹ năng này. Đấy. Học hỏi điều gì. Thì lúc này tôi mới hỏi câu hỏi gợi ý là. Học gì từ Phạm Thành Long. Phạm Thành Long có thể dạy bạn điều gì Bạn có học được điều gì từ Phạm Thành Long Thì nó mới đề xuất các bạn có thể hỏi trên binh Bạn có thể hỏi trên binh cũng ra được là nó cũng đề xuất Thế thì bây giờ đến máy mà nó còn đề xuất cho bạn khóa học của Phạm Thành Long được Thì có một bạn bảo là thầy uh, setting hay quá không phải là setting Bạn viết sai chính tả để setting là gieo hạt Nhưng mà cũng không phải như vậy Đây là tôi đặt câu hỏi Bạn phải học hỏi kỹ năng gì Bạn phải học hỏi điều gì Để có kỹ năng gì Để có thể làm gì Để có thể đạt mục tiêu gì có thể thấy cái điều này nó đang đi theo cái chiều như thế này các bạn đã thấy chưa hello thấy không thấy được hiểu không có hiểu bài mà cách mà tôi đặt câu hỏi không nếu hiểu thì gật đầu cái coi Thì lúc này mới hỏi là học cái gì để làm được cái điều đó thì đây chính là một cái bảng mục tiêu và bạn hãy hình dung xem nếu mà cuộc đời của các bạn nó rõ ràng như thế này thì còn tâm tối được cái điều gì nữa không và khi bạn học từ phạm thành long thì câu chuyện bạn sẽ hỏi ngay lập tức là bao tiền Bao tiền Phải không các bạn Có đúng không gật đâu Phải bao nhiêu tiền À Thế thì tôi thường trả lời với những người hỏi tôi là bao nhiêu tiền Thì thưa các bạn là bao nhiêu tiền để học Phạm Thành Long Ok và chúng ta đã nhận ra rằng là Có rất là nhiều những cái Câu hỏi ở trong câu tr trả lời ở đây Người thì trả lời là không đồng Người thì trả lời là miễn phí Người thì nói là 10 tỷ Người thì nói vô giá Người thì nói 500 triệu Người thì nói đang học miễn phí, rất là nhiều người đang có những cái câu hỏi, những câu trả lời khác nhau. Học hết các khóa là hơn tỷ. Cảm ơn Khánh Quốc, à, rất là tuyệt vời. Và khi mà bạn đã trả lời một cách rõ ràng được như vậy rồi, thì mọi thứ nó đã trở nên rất là đơn giản. Và các bạn thấy rằng là người thì trả lời là không đồng, người thì trả lời là 10 tỷ. Cái câu trả lời của bạn có nghĩa là gì? Và ở trong cái câu trả lời của bạn, nó chính là cuộc sống của bạn. Tại sao các bạn lại chỉ trả cho tôi có 500 triệu Tại sao các bạn lại chỉ trả cho tôi có 2 triệu Tại sao lại trả có 500 triệu là thế nào Tại sao lại chỉ trả có 10 tỷ Sao lại có bao nhiêu học bấy nhiêu Tất cả các câu trả lời là sai Hãy tập trung vào đây này Tại sao câu trả lời là sai Vì câu hỏi sai Bạn muốn học hỏi điều gì Để đạt được điều gì Muốn học hỏi điều gì Để có thể làm gì để có thể đạt được mục tiêu gì? Bạn muốn học hỏi điều gì? Để có thể làm được gì? Để có thể đạt được mục tiêu gì? Hãy tưởng tượng lại về cô gái lúc nãy của chúng ta. Muốn con mình học ở trường quốc tế. Tôi không biết chính xác trường quốc tế Việt Nam bao tiền, nhưng tôi ước chừng khoảng 40 đến 50 triệu, không biết anh em nào biết thì comment cái coi. Trường nào bao tiền, giúp tôi. Như vậy thì một năm chúng ta cũng phải trả cho con mình nếu học ở trường quốc tế vào khoảng 500 triệu. Tôi ước tính thôi, không biết 40 x 12 là 500, ước tính vậy đi. Nếu mà anh nào biết thì comment. Một năm học trường quốc tế bao tiền. Và chúng ta phải trả cho nó bao nhiêu năm? 12 năm hay là 16 năm cho việc học đại học. Nguyễn Thế Anh nói là 600 triệu. Vậy bây giờ bạn muốn con mình học trường quốc tế chỉ 600 triệu hay muốn con mình học trường quốc tế cho hết cả 16 năm? Hay muốn con mình học mãi? Nếu như chúng ta chỉ xác định cái việc học. Vậy thì hãy nhớ điều này, ngày hôm nay bạn muốn trả tiền cho việc học hay không muốn trả tiền cho việc học, nó là sự lựa chọn và tất cả những điều này đều đang đến những ngã rẽ khác nhau. Câu hỏi là tại sao bạn lại muốn con mình học trường quốc tế? Bởi vì nếu như như thế, nó sẽ có lựa chọn tốt hơn trong cuộc sống phải không nào? Thế còn bạn thì sao? Thế còn bạn thì sao? Khi bạn lên máy bay, nếu tôi là hạng thương gia, tôi sẽ có rất là nhiều quyền chọn. Tôi có thể vào bất kỳ quầy đăng ký nào ở bất kỳ hạng ưu tiên nào. Vì tôi là hạng thẻ cao nhất Bất chấp chuyến bay đấy còn hay không còn vé Tôi thường ra sân bay Tôi mới búc vé Nếu đi gấp Không cần vé máy bay luôn Vé máy bay của tôi có thể Hủy bất kỳ lúc nào Và vẫn bảo lưu nó Khác với mọi người Các bạn sẽ bị quá cân nặng Vali của tôi là 30 cân Vali của các bạn Chỉ có 23 cân thôi Còn vali của tôi được lên tới 30 cân Khác với các bạn Chỉ được một kiện hành lý Tôi được ba kiện hành lý 30 cân Thoải mái Trong nước hay quốc tế đều như vậy hết Bay bất kỳ hãng bay nào có cùng liên minh hàng không Như vậy quyền chọn của tôi lớn hơn quyền chọn của các bạn Khi lên máy bay Các bạn phải xếp hàng rất là dài ở cửa check Còn tôi có lối đi riêng Không bao giờ phải chờ đợi đi thẳng vào ngay Khi đi vào trong Các bạn phải ngồi những hàng ghế công cộng để chờ Tôi có phòng chờ riêng, trong phòng chờ có đồ ăn thoải mái, rượu vang, bia, nước ngọt không bao giờ giới hạn. Có phòng đánh răng riêng, phòng tắm riêng, phòng rửa mặt riêng và phòng ngủ, phòng ghế massage riêng và được những người khác chăm sóc rất là chu đáo. Đó là những đặc quyền và tí nữa tôi sẽ nói về những đặc quyền này sau. Đó là quyền chọn của tôi, tất nhiên tôi có thể quyền chọn bất kỳ lúc nào. Đây là vé máy bay của 321, nhưng thường tôi không chọn 321 đâu. Tôi sẽ chọn A350, ví dụ như thế này. Đây là một ví dụ để cho các bạn thấy nó thuộc về quyền chọn. Khoang này có thể hạ thành giường để ngủ, đây là A350 hoặc là Dreamliner 900. Ví dụ thôi, nó không phải là tất cả. Và khi lên, tất cả chúng ta đều nghe câu nói sau đây. Hãng hàng không quốc gia xin kính chào quý khách để chúng ta bắt đầu hành trình bay đại ý như vậy hãy thắt chặt dây an toàn để chuẩn bị khởi hành trong trường hợp khẩn cấp mặt nạ dưỡng khí trên trần sẽ rơi xuống quý khách hãy giật lấy mặt nạ của mình đeo cho mình và trợ giúp hành khách đi cùng hãy nhớ đến quy tắc an toàn tuyệt đối này và tuân thủ nó phải su nó việc đầu tiên khi lên máy bay tôi sẽ chọn cái ghế quen thuộc ở vị trí mà mình hay ngồi và khi lên máy bay tôi sẽ rút ngay tài liệu ở dưới ghế ra để đọc xem là thoát hiểm ở đâu cửa thoát hiểm ở đâu ngày xưa khi còn trẻ các cô ấy hay chọn tôi là ngồi ở cửa thoát hiểm lúc trẻ bay vào máy bay ghế thường hay ngồi ở ghế thoát hiểm là cái ghế rộng nhất Nhưng mình nhanh nhất Và người ta có hướng dẫn an toàn cho mình Về việc xử lý cái cửa thoát hiểm Bây giờ mình có tuổi Mình chậm chạp hơn Già hơn hay yếu hơn Chắc các cô ấy nghĩ vậy Chọn cho mình cái ghế ở bên trên Và thường xa ghế thoát hiểm Cho nên tôi phải chọn Và lắng nghe cái người hướng dẫn Cái ghế thoát hiểm nó ở đâu À cái cửa thoát hiểm nó ở đâu Thông thường người ta sẽ nói Cửa thoát hiểm gồm có 6 cửa thoát hiểm hai cửa phía trước họ thấy chỉ tay thế này hai cửa phía trước hai cửa phía sau và hai cửa ở giữa tôi rất thích những cái người mà làm những cái động tác như vậy nhưng tôi rất không bao giờ tôi muốn chia sẻ với các anh chị cái điều quan trọng sau đây và tôi rất làm thắc mắc nhưng dần dần cuộc sống dạy cho tôi phải hiểu rõ nó nếu bạn tuân thủ nó đó là giật mặt nạ sướng khí choàng cho mình rồi mới trợ giúp trẻ em hoặc hành khách đi cùng Hãy ghi rõ câu này xuống vở của bạn thêm một lần nữa. Tôi luôn nhắc các bạn chép tay vào vở là vì như vậy. Trong trường hợp khẩn cấp, mặt nạ dưỡng khí từ chân trần rơi xuống, ký khoách giật lấy choàng cho mình và sau đó trợ giúp cho người đi cùng. Trong cuộc sống, ta thường được dạy là phải giúp đỡ người khác, nhưng muốn giúp được người khác ta phải có cái mà giúp chứ. Vậy thì ta muốn choàng được oxy cho người khác Thì mình phải có oxy đã chứ Trong cuộc sống ta chỉ học được với hai thôi Là học là phải cứu rỡ, cứu giúp người khác Hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về hai người bạn và chú gấu Câu chuyện ngụ ngôn tưởng đúng Nhưng mà chưa chắc đã đúng trong cuộc sống của chúng ta Hai người bạn vào rừng Và gặp con gấu nó đuổi theo Người bạn, một người bạn thì trèo được lên cây còn người thứ hai thì vấp ngã và nằm xuống không chạy kịp nên giả chết gấu đến hít thấy không còn thở nữa tưởng chết nên bỏ đi và sau đó người bạn trên cây mới tụt xuống hỏi lúc nãy gấu nói gì vào tai bạn đấy người bạn bị ngã mới nói những người bỏ bạn trong hoạn nạn là những người xấu và khi tuần bé tôi cũng giống như các bạn điều học câu chuyện ngụ ngôn này nhưng rồi trưởng thành hơn lên máy bay thì người ta lại dạy tôi một điều ngược lại với bài học về con gấu là phải đeo mặt nạ cho mình trước rồi mới đeo cho người bên cạnh. Cuộc sống nó gồm có nhiều cái triết lý như vậy. Nó làm cho chúng ta bị lẫn lộn, không biết đâu là đúng. Vậy thì giúp người ta hay không giúp người ta? Bỏ mặc người ta để chạy lấy thoát thân hay là kệ người ta? Hay là hay là xông vào thế thì giữa cái sống và cái chết chúng ta lại thấy cái nhu cầu ở đây chúng ta lại xem lại titanic một lần nữa tại sao chàng trai chết thế thì cô gái có hạnh phúc không khi sống một mình tất cả những câu chuyện đó là những cái sự mâu thuẫn trong cuộc sống của chúng ta cho nên chúng ta cần phải nhớ đến điều sau đây tất cả những lời khuyên của chúng ta đều có vẻ đúng do nó khác nhau về những chuẩn mực này câu hỏi thì vẫn là như vậy Nhưng câu trả lời ở đây sẽ không có đúng và sai Do chúng ta khác nhau về nhu cầu Vậy nếu bạn đặt nhu cầu sống của mình lên trên cao Thì mình phải chạy đã Sống cái đã phải không nào Gấu thì kệ gấu bạn thì kệ bạn Sống cái đã Nhưng có một số người sẽ lựa chọn Cái chuẩn mực sống ở đây là cống hiến Thì thôi bạn sống thì tôi chết cũng được Titanic là ví dụ hai người chả quen nhau lên tàu rồi gặp nhau xong rồi yêu nhau ở trong cái chuyến đi thế xong rồi nhường cho cái bạn gái đấy được lên tàu về đất liền sống còn mình thì rơi xuống biển chết thế bây giờ mình chết cô gái về làm vợ người ta mình làm con ma nhà người khác thì có vui không các ông các ông ơi vui không các ông ơi mình chết làm ma còn người ta làm Người ta về làm vợ người khác Tỉnh táo đi <laughs> Huệ Nguyễn Huệ Sen hay đấy Tỉnh táo đấy Không phải Mỗi người chúng ta theo đuổi những chuẩn mực khác nhau Có người thì chuẩn sống Có người thì lựa chọn yêu thương Và nếu người đó chọn yêu thương Và chọn hy sinh Thì người ta sẵn sàng vì người mình yêu Để mà cống hiến toàn bộ cái điều này Cho nên chúng ta không thể lấy cái hình cái hình của người khác để áp cho bản thân mình Và mình cũng không lấy cái hình của mình để áp cho người khác Sáu cái giá trị sống này, sáu cái nhu cầu sống này đều cần thiết với mỗi một con người Và phụ thuộc vào từng giai đoạn khác nhau mà chúng ta sẽ có được cái hình này ở bên trong khác nhau bạn sẽ nói tại sao Phạm Thành Long làm cái chương trình 20.000 người miễn phí này để làm cái gì? Bạn sẽ không bao giờ hiểu được Phạm Thành Long. Bởi vì bạn đang dùng chuẩn mực của mình để so sánh cuộc sống của người khác. Vậy thì hôm nay các bạn hãy nhớ. Khi bạn lo được cho mình rồi thì mới lo cho người khác. Người nào không vì mình thì trời chu đất diệt, nó chỉ có vậy thôi. Bạn không lo được cho mình, đừng nghĩ đến chuyện lo cho người khác, không đeo được mặt nạ oxy cho mình thì bạn không thể đeo oxy cho người khác được. Cho nên ngày hôm nay trước khi bạn làm được điều gì đó cho ai đó hãy làm được điều đó cho chính mình bây giờ tôi giảng tiếp về cái chữ liên quan ở đây bạn thấy không trong cái mục tiêu của bạn mục tiêu là cho con đi học mục tiêu là xây nhà cho bố mẹ thế còn cho bạn ở đâu cho chính bạn ở đâu hả bạn gái ơi gửi mẹ đơn thân ơi bạn ở đâu bạn là ai để có thể lo cho cha mẹ mình đeo oxy cho mình trước rồi mới đeo oxy cho mẹ mình được bạn là ai trong cuộc đời này để mà đeo được oxy cho con mình đeo cho mình trước con mình mới đeo được tôi phải chia sẻ thật sự là xây nhà cho mình đã mới xây cho trà cho cha mẹ được không xây được cho mình lấy đâu ra năng lượng để mà xây nhà cho cha mẹ nếu bạn không học khi bạn còn trẻ lấy gì mà cho con học cho nên đây là một cái điều hãy ghi nhớ đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi giúp đỡ những người xung quanh cho nên lúc nãy các bạn hỏi tính liên quan ở đây là gì và tính liên quan ở đây là cha mẹ mình là tình cảm với mình nó có liên quan Con cái của mình là có tình cảm có liên quan Mình giúp đỡ cha giúp đỡ mẹ Nhưng cái không liên quan ở đây đó là xây cho mình một quỹ từ thiện Thì cá nhân tôi tôi cho rằng là nó không đúng Bây giờ với cái thu nhập 2.000 đô la một tháng Để mà xây cái gì quỹ từ thiện làm sao Thế thì bây giờ cái tính liên quan đến này theo pháp luật Việt Nam tôi hướng dẫn cho mà nghe hiện nay tôi đang là chủ tịch của một quỹ từ thiện tại Việt Nam có tên gọi là BNI Foundation và hàng năm tôi góp cho quỹ từ thiện này rất là nhiều để đi xây những ngôi trường tôi không khoe với các bạn vì nó không có nhu cầu để khoe và chúng tôi xây những cái ngôi trường ở vùng sâu vùng xa tôi mua một chiếc mô tô để có thể đi xa được và leo núi được tôi mua một chiếc ô tô khỏe động cơ bốn cầu để có thể đi vào các cái địa hình khác nhau và tôi trở thành chủ tịch của cái quỹ từ thiện đó nhằm mục tiêu cung cấp các hoạt động giáo dục cho trẻ em với cái mục mong muốn của chúng tôi là trẻ em hôm nay thế giới ngày mai và chúng tôi là những nhà doanh nghiệp chúng tôi có điều kiện về tài chính nhưng mà chúng tôi còn có cả điều kiện về kiến thức kinh doanh và giúp đỡ những cái đứa trẻ như thế này và hàng năm thì tôi xây rất là nhiều những cái ngôi trường như thế này thông qua đoàn thanh niên chúng à, tôi, tôi gây chúng tôi gây quỹ và chuyển tiền cho để họ xây và đây là ví dụ về cái hoạt động mà đấu giá tôi đấu giá cái bức tranh này vượt quá rất nhiều lần giá trị của nó với một cái mục tiêu là mang tiền này để xây dựng các cái ngôi trường và rất nhiều ngôi trường như thế này được chúng tôi à, xây dựng ở khắp mọi nơi dù nó rất đơn giản thôi nhưng đối với tôi à, cái việc mà cho một cái con cá hay cho một, dạy cho người ta phương pháp câu cá là hai việc hoàn toàn khác nhau xây một ngôi trường dù giá trị nó không cao. Nhưng mà nó được sử dụng trong nhiều năm và giữ được những đứa trẻ này ở trong cái điều kiện học tập. Và khi những đứa trẻ này được học tập nó phát triển lên thì đến đời con để cháu của họ lại phát triển hơn nữa. Và đấy chính là cái ý nghĩa mà chúng tôi làm ở đây. Thế thì bây giờ để làm được cái quỹ từ thiện thì hãy chú ý là thế này. Một cái quỹ từ thiện quốc gia tức là liên tỉnh thì cái vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ đồng Tức là bạn phải từ chối 10 tỷ Bạn mang cái tiền của mình Nộp vào cái quỹ đấy Và ừ. nó không còn thuộc sở hữu của bạn nữa Khi bạn nộp tiền Vào cái quỹ đó là 10 tỷ Thì lúc đó mới được gọi là quỹ từ thiện Bạn mới được hoạt động Liên tịch Và cái tiền đó thì sau này thuộc về Nếu bạn không giải ngân cho các hoạt động từ thiện của mình Theo một tiêu chuẩn Thì cái tiền đó là thuộc về xã hội Thuộc về nhà nước Để ai đó tiếp quản cái quỹ tiếp tục thực hiện cái quy trình này nó không thuộc về bạn nữa bạn phải nộp thuế ba nộp thuế trước nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sau đó bạn dùng cái tiền sau thuế đó bạn nộp vào cái quỹ chứ không phải là nộp vào cái quỹ đó mà được tính là không có thuế thu nhập doanh nghiệp đâu tức là sau nộp thuế thì mới được gây quỹ như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là để làm cái quỹ thì bạn cần có ít nhất 10 tỷ vậy thì để có 10 tỷ thì cái thu nhập 50 năm ngàn thu nhập 10.000 đô la một tháng 100 ngàn đô la một năm Thì nó sẽ không đủ để để làm cái quỹ Vì theo nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân Chúng ta chỉ cho đi từ 5% đến 10% thôi Và để có 10 tỷ thì bạn phải có một cái tài sản ít nhất là 100 tỷ Vậy thì tổng tài sản là 100 tỷ tương đương với 5 triệu đô la Mà thu nhập của bạn chỉ đạt có 10 ngàn đô la một tháng 5 triệu đến 10 ngàn là 500 tháng Là 50 năm làm việc chất lực không chi tiêu đồng nào, không ăn uống đồng nào, không mua nhà cho bố mẹ, không cho học con học trường quốc tế thì phải 50 năm bạn mới có 5 triệu đô. hình dung về cái việc kinh khủng đấy chưa? Bạn đã hình dung về cái việc là tính liên quan và tính thực tiễn phải không nào? Tính liên quan và tính thực tiễn các bạn đã nghe hiểu chưa ạ? Phải làm 50 năm thì mới có ra được cái con số là xây một cái quỹ từ thiện tối thiểu. Như vậy thì cái việc mà mình có một quỹ từ thiện như vậy thì nó chưa thực tiễn và nó chưa liên quan với các cái mục tiêu cuộc sống của chúng ta thì như vậy trong năm cái mục tiêu của bạn nó thiếu các mục tiêu của chính bản thân mình có thể bạn đang trốn tránh cũng có thể bạn vì lý do nào đó mà bạn không muốn đụng chạm tới nhưng đó là vùng phải đụng chạm đến trước không vì mình trời chu đất diệt anh em nhớ câu này chưa Kẻ nào không vì mình thì trời chu đất diệt. Kẻ nào không úp oxy vào mặt mình kẻ đấy chết đầu tiên. Chết rồi thì đến đâu ra mà giúp người khác. Nhà mình chưa có làm sao giúp người khác xây nhà. Mình còn chưa học lấy đâu ra mà cho con học. Nên phải mục tiêu của mình trước. Không biết là cái cô mẹ đơn thân hai con ở đâu cô ơi, cô ở phòng nào? Cô cô ới lên một cái thì tôi cho cô lên sóng cho cho nhớ đâu lại tìm được tình yêu của mình ngay ngày hôm nay nào. Rồi mời cô Rồi lên này Ok Rồi, Cô nói thử xem nghe được chưa nào Sinh như này là dễ có người yêu đấy Em rất là biết ơn thầy ạ Thực sự khi mà nghe thầy nói câu là Không vì mình trời chu đất giật em rất là thấm ạ trước đây em cũng đặt rất là rất là nhiều mục tiêu nhưng mà đúng là khi nghe nghe thầy nói thì em thấy là tất cả những cái mục tiêu mình đặt ra là chưa có cái mục tiêu gì để cho riêng mình thế nên là đôi khi mà mình vẫn hành động nó chưa được quyết liệt và mình vẫn còn trì hoãn tại vì mình không không thực sự thấy là mình mình sướng mình sướng ở trong cái mục tiêu đấy mình cứ nghĩ là mình sống vì con vì bố mẹ vì người khác thì mình sẽ thấy là có giá trị hơn nhưng mà bây giờ nghe thầy nói thì mình mới thì em mới thấy là mình phải sống vì mình trước đã mình phải vì cái bản thân mình đầu tiên đã mình mới có thể giúp được người khác rất là biết ơn thầy vì ngày hôm nay đã cho em thấy rõ ràng hơn được cái định hướng của mình ạ à. Ôi, ngắn gọn thôi xác lập mục tiêu cưới chồng từ giờ đến cuối năm thì nó có khả thi không à không cuối năm 2024 2024 trong năm 2024 làm cái đám cưới hoặc là có được một tình yêu đẹp đúng ước mơ của mình ấy thì có được không 2024 mục tiêu này em sẽ ghim vào ngay à, trong năm không từ từ đã là có khả thi không à, em nghĩ là có khả thi đấy ạ tại vì là khi mà mình mở lòng mình ra thì chắc chắn là mình sẽ đón nhận được những cái điều tốt đẹp à, để thu nhập thì đấy. đang là 2.000 đô la và nuôi hai con học lớp mấy với lớp mấy các bạn um, lớp 4 và một bạn học lớp 6 ạ. Một bạn lớp 4, một bạn lớp 6. Rồi bây giờ vào trường quốc tế thì nó khó. Thế các bạn các con đang học trường gì? Em đang cho các con học trường Nam Định ạ. À. Thực ra là thu nhập của em là 2.000 đô một tháng đấy là... Không thấp, ổn định. Thấp, không à. ổn định, đúng rồi ạ. À. À. Đấy là mức thấp nhất. Ừ. rồi Thế bây giờ muốn tìm người yêu hoặc là chồng trong tuổi bao nhiêu? Nhớ đâu đây? kém 6 tuổi như cái bà đấy có được không cái bà đấy là lúc tôi hỏi là kém 6 tuổi là không gật lý li lịa thế cuối cùng là có thằng trong lớp nó đồng ý luôn đấy em thì muốn có một người là đồng hành cùng với mình và chín chắn hơn nên em không muốn uh, tìm người ít tuổi hơn à thế thì em muốn nhiều tuổi hơn là mấy tuổi em uh, em sinh năm 85 thì em muốn nhiều tuổi em trong vòng khoảng 6 đến 12 tuổi thôi ạ Úi rồi Ê già thế thì dùng vào việc gì nữa em Cái loại đấy chỉ mang làm sắc ướp Tôi nói đùa đấy Ông nào chạm ái thì ái là tôi trêu cô chứ không trêu các ông lớn tuổi đâu nha Tôi cũng lớn tuổi rồi mà Thế 85 thì cứ phải tầm 80 đến 85 à Tầm đấy à Hay như nào à, Thực ra là chín chắn ấy Thì nó không có liên quan gì đến tuổi đâu Chín chắn là một khái niệm Mà bạn phải định nghĩa lại Và nhiều người thì chọn tuổi Làm cái sự chín chắn Thế tôi mới nói bây giờ Một cái người đàn ông 40 tuổi với một người đàn ông một người đàn ông 40 tuổi đi xe máy với một người đàn ông 30 tuổi đi mẹc mẹc ép ai chín chắn hơn một người đàn ông đang sống ở nhà đi thuê với một người đang sống ở trong một cái trung cư cao cấp Hà Nội sở hữu một cái trung cư cao cấp ở Hà Nội ai chín chắn hơn một người 40 tuổi ở nhà thuê với một chàng trai 28 tuổi đã sở hữu một cái chung cư ai chín chắn hơn. Một người đàn ông 40 tuổi, công việc chưa ổn định, lông bông, nay làm công việc này, mai theo người khác làm công việc khác. Còn một người đàn ông 26 tuổi sở hữu một công việc kinh doanh online với 500 người lao động. Sản xuất, bán hàng online. Ai chín chắn hơn? Vậy thì tuổi có phải là sự chín chắn không? Bây giờ hỏi lại, hai người bằng tuổi nhau, đều 40 tuổi một người tài sản trong tài khoản tất ẩn tật mọi thứ có 200 triệu. Còn người kia có 10 tỷ tổng tài sản. Ai chín chắn hơn nếu hai người đều bằng tuổi? Vậy chín chắn là gì? Cho nên khi bạn định nghĩa cái từ chín chắn thì bạn cũng cần phải hiểu là chín chắn thực sự có nghĩa là gì. Và thông qua cái từ chín chắn và các cái câu hỏi của tôi tôi cũng mong những người đàn ông ở đây và kể cả những người phụ nữ ở đây có thể hiểu rõ dùm tôi xem cái sự chín chắn đối với bạn có nghĩa là gì? Bạn cần tìm một người đàn ông chín chắn. Vậy chín chắn là một khái niệm có cụ thể không? Có đo lường được không? Có thực tế không? Có tìm được một người đàn ông đến tầm này chín chắn mà còn nguyên cho mình cưới không? Năm nay mình là 38 rồi. Thế rồi mình đi tìm một người đàn ông 40 tuổi mà lại chín chắn. Thì còn không? Còn để đi tìm. Bốn 40 tuổi mà chín chắn mà còn nguyên để cho mình chạm vào thì còn thực tế không? Có tính thực tế không? Không biết đâu nhá, cái này là tôi chỉ hỏi thôi, bạn phải tự trả lời. Vậy thì khi mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu chín chắn là gì đối với bây giờ mình hỏi một cái cô gái 18 tuổi bao tuổi thì chín chắn Thế xong rồi bây giờ mình lên 30 tuổi mình hỏi bao tuổi thì chín chắn và bây giờ mình mình 38 tuổi mình hỏi lại bao nhiêu tuổi là chín chắn vậy chín chắn của cô gái 18 chín chắn của cô gái 30 và chín chắn của cô gái 38 có khác nhau không? Như vậy thì chín chắn nghĩa là gì? Hè, hey, lại một lần nữa khi xác định về cái mục tiêu và chúng ta lại làm cho chúng ta dối. Vậy thì đầu tiên ấy, bạn phải nhớ thế này. Tất cả những người anh em trong hội trường này nhớ thế này. Khi chúng ta làm một việc gì đó thì chúng ta lại phải quay lại vấn đề cơ bản sáu nhu cầu. Tất nhiên là các bạn vẫn khuyên là bọn Nguyễn Ngọc Lý nói rằng là bạn phải nên đi học lập trình vận mệnh. Đúng, lập trình vận mệnh là nơi bạn phải đến. Nhưng mà từ bây giờ đến lúc lập trình vận mệnh Bạn phải xác định lại như thế này Sáu cái nhu cầu của mình ấy, Thì cái nhu cầu nào quan trọng nhất Đối với bạn bây giờ nhìn vào đây Thì nhu cầu quan trọng nhất là nhu cầu tiền bạc Xây nhà 2 tỷ Thu nhập Bạn thu nhập 10 triệu Thì xây nhà 2 tỷ như chúng ta tính lúc nãy là 5 năm Quá lâu Và cha mẹ lúc đấy già mất rồi Xây xong nhà thì chắc, chả còn ai trong đấy mà ở Nếu với thu nhập hiện tại của các bạn Bây giờ nâng lên được lên 10 triệu cho con đi học trường quốc tế thì cái việc mà lúc đấy con vào học trường quốc tế là không khả thi nó chỉ cần thêm hai năm nữa là cái việc học trường quốc tế là không gần như không đạt được bởi vì tiếng anh những đứa trẻ học ở trường thường không bao giờ bước vào trường quốc tế được không vậy nhiều lúc cha mẹ có tiền con cái cũng không vào được sau khi nó học trường quốc tế xong thì nó học đại học ở đâu học trường quốc tế xong xong lại quay về trường đại học của việt nam để học à đó là điều không khả thi đó là điều không khả thi như vậy bạn sẽ thấy rằng là một chuỗi các câu chuyện phức tạp thì bạn cần khoản tiền rất là lớn nếu đã quyết định cho con học trường quốc tế thì học đại học của trường quốc tế Việt Nam có mấy trường học đại học quốc tế cái chi phí để học đại học quốc tế ở Việt Nam ấy, đắt đỏ thậm chí là còn hơn học ở nước ngoài vậy thì bạn lại phải nghĩ đến chuyện cho con đi học nước ngoài xong bạn lại sống một mình à kiếm rất nhiều tiền cho nó đi học xong nó đi nước ngoài mất thì lại sống một mình à câu chuyện trở lại là Lúc nãy có một cái việc cần phải làm đó là tìm một nguồn tài trợ Vậy thì lúc này bạn thấy rằng nhu cầu tiền bạc để thỏa mãn các nhu cầu kia thì nhu cầu tiền bạc là trong những cái nhu cầu rất là lớn Xây nhà Có thu nhập Cho nên bạn đang cần tìm một cái người mà bạn định nghĩa là đồng hành Thế thì bây giờ đồng hành là một khái niệm bạn đang đi tìm kiếm Bây giờ bạn cần tìm một người làm việc cùng với bạn, đồng hành cùng với bạn Hay bạn cần tìm một cái người mà có nhiều tiền hơn mà bạn không cần phải đồng hành nữa Tôi lấy giả sử tôi tôi thì không phải nói đi sâu xa Nhưng mà đừng đừng có giả sử tôi cho nó tình huống nó khó Một người đàn ông giống như tôi đi Thì có cần vợ mình đi làm đâu Thì lúc ấy thu nhập 10 triệu tôi có cho đi làm được không 10 ngàn đô tôi có cho đi làm được không Thì cái câu chuyện nó lại trở lại là Bạn hãy nghĩ lại cuộc sống của mình Thật sự rằng là nó rất là nhiều cái mục tiêu nó dối ren Cho nên là phải xác định cái tính liên quan giữa các mục tiêu là điều rất là quan trọng là Phải ngồi ngẫm nghĩ lại Phải suy nghĩ lại Cứ viết ra đã rồi tìm, tìm cái sự liên quan của nó Bây giờ cho con học trường quốc tế Mà bây giờ không đạt được thì 3 năm nữa Con học được không Học xong rồi thì sau khi nó học hết cấp 3 Thì nó đi đâu tiếp Xây nhà cho cha mẹ thì cần phải tiền như vậy Với thu nhập hiện tại làm sao làm Vậy thì bây giờ mình muốn tìm người đàn ông Là làm cùng với mình Thì cái cái ẩn chứa đằng sau cái từ đồng hành với mình đấy Có nghĩa là gì Có nghĩa là anh ta làm cùng với mình và tạo ra thu nhập có đúng không là Nếu có một người đàn ông đủ tốt mà anh ta có thu nhập lớn rồi thì có cần đồng hành nữa không? Như vậy cái việc là tìm một người đàn ông đồng hành có còn cần thiết nữa không? Hay là người ta chỉ cần làm công việc với mình và người ta sẵn sàng giống như là cái bà gì đấy mà cưới cái ông giàu nhất thế giới ông Jeff Bezos đấy, yêu cái ông giàu nhất bà truyền hình đấy, ông ấy bỏ vợ rồi yêu cái ông già đấy thì có cần phải làm gì nữa đâu, có cần đồng hành đâu. Đấy, thì đồng hành theo một cái nghĩa khác ở đây là đồng hành đi du lịch hay đồng hành làm ăn. Ta lại phải định nghĩa lại. Thế thì hay là chúng ta làm là chỉ cần một tuần gặp gỡ chia sẻ hai lần một tuần hai lần hai lần một hai tối một một lần một tuần mỗi người có công việc riêng của mình hai tối một tuần như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cuộc sống mình đang bị dối do các mình thiếu khái niệm về cuộc sống và khi mình dối như vậy thì vì phải nó dối đúng theo nghĩa đen nó là canh hẹ Mà dối như cuộn len dối tinh dối mù thì phải gỡ từng cái nút một thì lại phải xác định bắt đầu là tôi muốn tôi muốn là cái không phải là mục tiêu mà tôi muốn ở đây là cái nhu cầu nào của bạn cần thỏa mãn trước nhu cầu tiền bạc nhu cầu sống nhu cầu yêu thương nhu cầu danh vọng thì từ đó chúng ta mới chọn các phương tiện công việc là phương tiện chồng là phương tiện bố mẹ là phương tiện con cái là phương tiện xây nhà cho bố mẹ bố mẹ là phương tiện thỏa mãn nhu cầu của mình có thể là nhu cầu yêu thương Tôi xây nhà cho bố mẹ tôi Nhưng mà cũng có thể là nhu cầu danh vọng Thấy nhà to của bố mẹ Thì khoe khoang Gọi là nhu cầu danh vọng Cũng có thể là nhu cầu tiền bạc Tôi xây nhà cho bố mẹ tôi Xong tôi nói với các ông khác là Này tao làm ăn được ấy, Tao kiếm được tiền Tao xây nhà cho bố mẹ tao đấy Chúng mày là làm ăn với tao đi à Tao gọi là lùa gà Thấy không Thì để kiếm tiền nó có nhiều cái chiến lược thế vậy thì cũng là cái hành động xây nhà xây nhà để mình sống xây nhà cho bố mẹ yêu thương xây nhà để khoe khoang ta giàu khoe xây nhà để những thằng khác thấy ta mà làm ăn cùng với ta đấy là những các cái nhu cầu khác nhau cũng là phương tiện xây cái nhà thế bây giờ con cái nó cũng tương tự như vậy mình cho con đi học ở trường quốc tế là vì gì vì nhu cầu sống của nó sau này nó phát triển nó hạnh phúc hay là vì nhu cầu tiền bạc mình cũng khoe khoang con mình học trường quốc tế để những thằng khác cũng muốn có con trường quốc tế thì vào làm ăn buôn bán với mình hay là mình yêu con mình thực sự mình muốn vì nó hay là mình muốn oai với bạn bè của mình mình khoe là tao con tao học trường quốc tế đấy chúng mày dạo này thế nào đấy thì nó có những cái mục đích như vậy mục đích ẩn chứa đằng sau cái phương tiện vậy thì bạn đang muốn thỏa mãn cái nhu cầu nào thì vừa vậy thì chúng ta phải thỏa mãn cái nhu cầu thì chúng ta mới có là còn cái phương tiện nào Còn cái cách nào khác không Nằm với cái câu hỏi buổi sáng Cũng là thỏa mãn cái nhu cầu là nhu cầu danh vọng Thì ngoài cái việc là xây nhà cho bố mẹ để oai Cho con học trường quốc tế để oai Thì còn cái cách nào để mình oai nữa không Chọn hết các cách ra Lúc đấy thì mình sẽ tìm thấy cách nào dễ hơn Mình là oai trước Như là mua nhẫn này Mua trang sức Mua quần áo Mua xe À, thuê nhà xong chụp ảnh căn nhà còn đơn giản nữa là đi những chuyến du lịch sang chảnh xong chụp hình post lên mạng xã hội mà thậm chí bây giờ không làm được nữa thì dùng AI vẽ tranh dùng AI để vẽ tranh thôi xong rồi post lên mạng xã hội thì nó cũng là một cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng là mình phát triển đi lên vậy thì đấy là cái phương tiện để chúng ta làm như vậy thì trong một tiếng vừa rồi cảm ơn phần chia sẻ rồi xin chào à, chúc các bạn à, luôn trở nên hạnh phúc chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo